thì Bùi Hồ lại nhận được một tin cực vui. Đó là bé Tú, một cô gái mắc bệnh lạ ngay tại Cà Mau cùng mẹ của mình bán vé số mưu sinh đó, đã nhận được một số tiền cực lớn để hỗ trợ cho Tú, chị Dứa và anh Thích có. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái đám cải cùi sậy. Cải này thì dùng để ngâm dưa cải đó, cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay đó thì Út Nhất cũng đi làm cỏ cho những cái cây cải này nè. Cảnh cũng khá là thanh bình và Bùi Hồ muốn chia sẻ về cuộc sống của Út Nhất làm cải. Rất là nhiều cô bác quý anh chị xem cái đoạn video clip ngày hôm qua Bùi Hồ quay về anh Cường á, thì nói gần Bùi Hồ rất là đen đó và rất là xuống sức, thì cũng quan tâm đến sức khỏe và cho Bùi Hồ nói lời cảm ơn đến tất cả các cô bác quý anh chị mạnh thường quân rất là nhiều ha. Và cũng những ngày nắng như thế này ở miền Tây nó cũng nắng khá là nhiều, nắng mưa bất chợt nên đen là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà quan tâm nhất cái chuyện ngày hôm nay á, là quan tâm đến cái chuyện Út Nhất vẫn đang làm cỏ miệt mài kìa cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng xem cái cuộc sống làm cỏ của Út Nhất như thế nào ha. Chào Út Nhất. Ôi chào mà cảm ơn là sao? Em chào anh Út nha. Bây giờ là đàn ông đồ ra ruộng hết hả? Đàn ông, đàn bà dở giúp ông bếp không à? Ông bếp thôi. Dạ. Thấy đàn ông trai miền Tây thấy dễ thương vô cùng cô bác anh chị. Bước đây được không anh? Được ha, bước qua đây ha. Trưa nắng rồi. Vì đâu mà cái nghề gì cũng biết làm hết trơn á trời. Làm cỏ cũng biết, giặt kiệu cũng biết. Rồi mượn mình phải nhiều món mà người ta kêu mình mới làm được. Vậy là đâu có sợ chết đói đâu. Đúng không? Cái cải này im ghê á, đẹp ghê ha. Cải cùi sậy làm ta làm dưa. Cải này làm cỏ này mình đâu có đi sớm ha anh. 6 giờ mình mới đi. 6 giờ đi 10 giờ mình lên. Cải cùi sậy này bây giờ bao nhiêu một ký anh? Hiện tại có 2.000. 2.000 hả? Ôi trời ơi, công nó cực không? Cũng không có cực gì. Nó đỡ hơn đúng không anh? Mang ăn nó 1 tháng 10 bữa ăn được rồi. Có đợt trúng thì cũng đỡ, 2.000 đến 5.000 thì cũng đỡ. Mà có đợt nó thất á, thành thử là khi mà nó thất một cái ha, có nghĩa là không có giá, là có đôi khi là phải, hình như là mùa trước là phải nhổ bỏ nữa ha. Bỏ luôn, không bán được cây nào hết. Đúng rồi, tốn công nhổ bỏ nữa. Nông dân cực khổ lắm cô bác anh chị. Không những là phụ thuộc vào thời tiết mà phụ thuộc về giá. Cái vấn đề về giá và nông sản là một vấn đề muôn thuở nha anh Một Đồng. Nó như thế này nè, được mùa thì mất giá, mà mất mùa thì được giá. Đơn giản gì đó, khi mà được mùa thì nó sản lượng nó nhiều thì thương lái sẽ ép giá xuống đó, được mùa thì mất giá. Còn mất mùa khi mà nghịch ớt hay là gì á, nghịch mùa thì phải nó 70-80 ngàn ký. Cái chuyện đó là một cái chuyện bình thường ha. Cải này đâu phải cải làm dưa hả? Cải làm dưa, cải làm dưa đó anh. Cải làm dưa. Cái cây cải mà củ cải trắng cái lá nó cũng giống giống vậy luôn. Giống mà đều nó khác, nó không có bự không. Dạ. Cái củ nó đưa lên, còn cái này ngày cây ăn lá. Cái này là được bao nhiêu ngày tuổi rồi? 23 ngày rồi. Vậy là cũng sắp thu hoạch rồi. Ừ. Còn 7 ngày nữa. Khoảng 1 tháng, 1 tháng rưỡi không anh? Tháng 10 ngày à. Tháng 10 ngày ha. Nhưng mà được cái là công của nó đỡ, chỉ làm cỏ nhiều thôi. Có xịt sâu nhiều không? Nó đỡ sâu bệnh. Ờ, nó đỡ sâu. Được con cái hay có miễn con bọ nhảy á. Bọ nhảy thì mắc kịch nó, chứ còn cái con trâu thì ít. Dạ. Mình trồng cái này mình không có chải màng phủ được ha anh? Không, ở đây không có ai chải, bị lây quay rồi có 1 tháng mấy rồi. Dạ. Với lại chải màng phủ nó tốn chi phí nhiều hơn. Chi phí lắm. Nhưng mà nhiều khi cái thu nhập mình nó cao sao? Nó thứ nhất nó đỡ sâu nè. Cái màng phủ bây giờ là nó phổ biến là sâu, cái con sâu nó thường đóng cái dạ dưới của cái này nè. Màng phủ thì ánh nắng đưa xuống thì con sâu nó không ở được. Nhưng mà có nghĩa là mấy anh này anh Một Đồng ảnh thay đổi, có nghĩa là vụ này anh có thể trồng cải, vụ sau anh trồng hành. Đúng rồi. Đó nên ảnh rất khó. Màng phủ thì sử dụng khoảng 1-2 mùa thôi, mà cải này nó ít sâu lắm. Có những cải màng phủ là anh biết dùng cho gì biết không? Dưa leo. Khổ qua hoặc cà chua. Thì đó là những loại mà rất sâu bệnh, nó rất là nhiều. Với lại dây của nó là loại dây đó, nên thành nữ cũng rất khó màng cỏ, nên người ta sẽ trải màng phủ.
Và đặc biệt ở cái vùng đất ngay tại chỗ này là đất cũ, nên thành nữ là không thể nào trồng được dưa leo và khổ qua. Tại vì khi mà trồng dưa leo với khổ qua ở cái vùng đất cũ như thế này á, nó rất là dễ bị vàng lá, đúng không anh? Vàng lá, vàng dây. Tại vì đất mới á, là có phải đất từ đất ruộng á, mình lên liếp sâu lên là mình trồng nó mới trúng. Anh Đồng thấy em giống như là một người nông dân chính hiệu không? Phân tích đúng không? Đúng không Út Nhất? Đúng rồi. Không lẽ không? Là chính xác luôn. Chính xác luôn. Mà với lại anh kêu ông chủ trải bằng phủ, cái Út Nhất nghĩ có việc làm tối sao? Không có đâu kêu ác ô. Kêu ác. Kêu gì? Đó người ta nhờ làm mà gì kêu. Không người ta nhờ làm cái ga kêu thì trải mũ lên. Trải mũ lên đằng ốc gạo không có ăn. Ừ. Trải trải rồi không ốc không có lễ. Bởi vậy không cái để nhờ mặn cái này kia cái mớ. Trải mũ đằng xuống sông. Ông Nhất, ông Nhất còn nói mấy ông trồng cái nào cho cỏ nhiều đi. Bởi vậy. Hả ông Nhất? Đã mặn đi mình sợ còn đây đợt này đi không biết còn mặn nữa không. Sao vậy? Sợ cái mặn đợt này cái hết luôn. Cái trải mặn phủ hết luôn rồi. Bởi vậy. Thứ gì đâu mà nhà cái mới mình mặn thì mới có là sống. Ừ. Vậy thôi để mấy ông trải mũ hết cái nhà nhăn nanh. Trải mũ mình đâu có một khi mướn mặn gì được. Ừ. Thấy không? Ủa mà cỏ này thấy mau ta. Ừ, cưng cũng như cỏ bụi. Cái này là cỏ này bao lâu mình trồng một lần anh? Cỏ hả? Dạ. Cỏ này kể như nửa tháng 20 ngày. Ừ. Ôi vậy là một cái vụ xạ cải bỏ từ ngày gieo giống cho đến cái ngày lớn lên thì khoảng bằng hai lần là xong rồi. Hai lần là xong. Mà đỡ xịt sâu nữa. Nói chung là 5.000 ký là lời vẫn nhiều đúng không? Đúng. 5.000 ký thì có lời. Có 1.500 ký cái nhàn rồi. Mặn mà có 1.500, 2.000 này thì cũng lỗ nữa. Bị 2.000 cái năng suất nó không có là lỗ. Dạ. Phải 5.000 mới lời. Ừ. Mà hổm gài là có giá cải này nó có lên giá chưa? Dạ hả? Ồ, càng cua. Càng cua. Ông Nhất ăn càng cua được á. Ừ, mà càng cua ít hái. Ông Nhất ít ăn đúng không? Là mà cải này em thấy là trồng cái vụ mà ngay cái vụ mà gần Tết á. Khoảng một tháng sau anh trồng gần Tết người ta mua làm dưa cải để ăn với thịt kho. Mà ta chơi giờ độ cái cải này quá nóng à. Nóng hả? Nóng ăn bị nóng trong người á. Anh mà đáng gần Tết là làm ăn với thịt kho là số dách luôn. Mà nó thường có năm gần Tết nó ế, không ai mua nó. Vậy hả? Số lượng nó nhiều. Dạ. Lúc đó ta mặn ngầu ạt ha. Mặn ngầu ạt nhiều lắm. Mà có năm cũng có giá, lâu lâu cũng có giá, năm như năm rồi là có giá. Dạ. Mấy năm trước nó rời ha. Dạ. Chi phí cải này là một công 7-8 triệu á. Vậy hả? Này anh mặn mấy công? Này là công gửi tập cắt. Vậy là cũng mỗi một tháng vậy là cũng bỏ giống này kia luôn gần có 10 triệu ha. Hơn 10 triệu. Mà cái cảnh ở dưới cồn là gần mấy sông thì ra ngoài đồng thấy cuộc sống nó mát ha. Đất ở dưới này mắc không anh? Nói chung là cũng không có mắc luôn. Vậy hả? Bệnh khoảng 100 triệu. Dạ. 100 triệu một công điền hay công điền hay công cắt? Công cắt á. Vậy là công gửi này 150 triệu. Đất ở đây mà nếu như mà cắt, chọn cắt một cái hông xây ha. Ôi trời ơi nó mát. Hứng gió sông Tiền là số dách luôn. Vậy. Dạ. Cắt cái đó là ok liền. Vậy ha. Mà chỉ có cái đường đi nó hơi khó thôi. Đúng rồi, cái đường đi. Nguyên cái giải đất này của anh là có im luôn á. Cái này công gửi hả? Công gửi. Út Nhất rồi đòi tính là mua để Út Nhất nghỉ dưỡng kìa. Ừ, mấy gái đòi mua bà nè. Đòi mua ra ga này nghỉ dưỡng luôn không Nhất? Giờ trung tâm kinh tế thì ngay vụ xe tôi nó cắt đó. Ô trời ơi, mặn xong thấy nó sạch kìa, ngoài coi ngoài kia kìa. Anh một đồng coi ngoài kia kìa. Quay lại. Nó thấy không? Bên cỏ nè. Cỏ kinh khủng không? Bây giờ tưới tự động không cũng khỏe.
Chứ ngày xưa tưới tay là đuối luôn. Đây là bây giờ tưới tay mà không nổi đâu. Dạ. Bây giờ để mấy cây này tưới nghe sướng ha. Nhưng mà đi hệ thống nước này cũng tốn nhiều tiền á. Mà nó tốn một lần một mà mình sử dụng được nhiều năm, lâu năm. Em, tụi em là quay chia sẻ về cái cảnh miền Tây. Út Nhất thêm cái cảnh miền Tây là cô bác quý anh chị ở kiều bào nước ngoài á, là khoái lắm. Nên thành nữ là có gì anh thông cảm, có gì em phụ thêm tiền giờ. Để thôi ông nói chuyện câu giờ quá trời rồi. Rồi câu giờ số 1 đó. Câu giờ số 1. Tại vì cái cảnh ở sông nước ở miền Tây nó hữu tình lắm. Nó hữu tình và nó hào sảng như con người của miền Tây á. Cái là cảnh mà làm cỏ này thấy cái cuộc sống mình nó thanh bình sao đâu thôi Út Nhất. Mặc dù là có ô Út Nhất có cây chét nhỏ là làm cỏ riêng đúng không? Cái này cũng như cái chét mình làm cỏ riêng biệt nữa nè. Hai cây. Mỗi năm là mấy ông chủ có đài thọ mấy cây chét không? Không, cũng như là mình tự mình mua mình làm mà chứ. Cây chét làm cỏ trải nó nhỏ hơn cây chét mà làm cỏ kia. Cỏ kia nó cỏ lan đó. Cỏ lan thì mình phải cây chét bự. Phải chét bự mà nó mới chạy gì. Ừ. Còn ở đây cải nó ấy đấy, mình chích chét nhỏ cho nó đừng có vô cây bụi. Đúng rồi, đừng có trúng cái gốc của nó. Bên đó thì nước đang tưới nữa kìa. Bên đó có trồng chưa anh? Bên đó người ta chưa, nó đủ rơm rồi. Vài bữa mới xuống giống. Đủ rơm là tưới cái nước này cho nó cái độ rơm nó bị ủ ha. Cho nó dẻ xuống. Cho nó giữ ẩm á. Có bay. Để gió cái nó tóc bay. Ở miền Tây không gì ngoài ra mấy cái đấm này không gì ngoài rau. Thấy không? Cô bác anh chị thấy không? Ngon lắm. Rau này đỉnh luôn á. Này càng cua. Càng cua. Này mà đem một con cá chiên hay thôi là thịt kho này, hái càng cua này xuống sông rửa cái ăn ngon luôn. Lắm. Nó còn tươi xanh nè. Cái nè. Bụi ngon không à. Nè nó heo đó làm gỏi với thịt kho là số 1. Số nhất luôn. Ở ngoài này ha, mà cô bác anh chị mà đi là có thể nói là nếu như mà có một cái homestay ngay chỗ cặp bờ sông Tiền này là đỉnh luôn á. Đúng rồi, nội dòm ra nè, cái phong cảnh nè, cái view sông Tiền, cất cái hôm dài cái homestay nhỏ nhỏ ở đây đó, rồi tự nấu ăn đồ ngon luôn. Giờ này mà gió lên mát đã thiệt chứ. Cái này mà 5 giờ chiều mà ngồi cái cảnh mà vừa uống nước trà ha, vừa nhâm nhi rồi vừa ngắm gió rồi thấy nó khỏe sao á. Ừ, khúc này em thấy là cỏ nhiều hơn đằng kia. Khúc này cỏ nó và cái lúa này nó nhiều cỏ. Quá nhiều rồi nè. Có nhiều người sống ở miền Tây quen rồi lên Sài Gòn cảm thấy ngợp lắm nha. Ngợp. Thấy lên chảnh xe cổ là ngợp liền. Dạ như anh lên Sài Gòn là anh có chịu nổi không? Bức rứt lắm luôn. Dạ ha. Lên chảnh là có công chuyện gì gán chứ còn thấy sống chảnh không được đâu. Không được đâu. Mình sống ở miền Tây nó kinh dở rồi. Ở Sài Gòn thì cuộc sống là công nghiệp hiện đại quá nên là nữ mọi thứ nó đều rất là nhanh và xô bồ. Ở những cái đô thị lớn cũng vậy nữa. Và ở miền Tây thì cái cuộc sống nó bình dị cực kỳ luôn. Nó bình dị đến nỗi mà khi mà mình ngồi đây mình nghe cái gió từ cái con sông lên á, cảm thấy con người mình nó dễ chịu. Giống như anh Tú anh nói buồn là ông nghe lời tôi đi, ông ra ngoài sông ông hứng gió là con người không tự nhiên nó khỏe lại. Sáng em có mua cái hộp bún cho anh Cường anh nút mà đem vô sớm hay gì anh Cường anh không chịu ăn rồi gì nãy đem qua mấy giờ anh đem sớm tới giờ rồi đem qua sớm. Vậy là chắc là vậy không à. Nên đem sớm quá anh không à. Từ từ anh nói ảnh gượt em luôn trời. Nãy hả? Ảnh gượt em chạy gì đâu mà chạy muốn thoát tim luôn. Nãy hả? Đúng rồi. Ủa nãy một có quận đó hả? Quận. Mà không có chửi. Không có chữ ha. Vậy cũng được. Không có chửi. Tại vì ổng mới vừa dậm cái giò xuống sàn thôi là mất tiêu, em đâu nghe ổng chửi đâu. Đúng rồi. Tại vì em ghen lắm.
em thì còn đứng đó, còn bùi hồ thì nó thả một cái vụt mình chạy mắt rồi. Làm là ổng mới vừa bước xuống võng làm nói chuyện với ông cụ rồi. Ông cụ trong nhà mà em chạy vô tới trổng luôn rồi. Trời ơi, đi chung với nó chứ nhiều khi em mắc mua dép cho nó 2-3 lần nó chạy nó bỏ nó chạy mắc dép luôn. Đúng rồi, nó hơi nhát, đúng rồi. Gia đình nó cũng phải ớn ai không ớn. Cô bác anh chị hồi sáng có câu chuyện như thế này nè, cô bác anh chị mà nữa xem kênh của anh Một Đồng á. Ảnh mới vừa anh dậm cái vỏ nó cái tự nhiên cái em mắc tiêu rồi. Anh Một Đồng hỏi thằng Hồ đâu rồi, đâu có trả lời được tại vì em ở trong nhà rồi. Có nghĩa là 3 giờ 4 cẳng em chạy không nhất. Bởi vậy nói với người chạy gì cho chắc ăn. Đâu biết vô nó có khi nó ấy có khi bỏ né hoài gì. Đúng rồi, chạy cho chắc ăn đúng không? Bỏ của đi mình chạy lấy người. Em tính dục cái điện thoại của anh Một Đồng luôn rồi. Nói với người hồi nó không hồn nó biết đường đâu gờ. Tại vì em thấy anh Cường thì ngủ chưa có tỉnh giấc á, chưa có đúng giấc ngủ á anh. Cho nên ảnh hơi bực bội vậy thôi khi mà mình vô mình làm phiền giấc ngủ của ảnh á. Ảnh căng dây thôi, căng dây kinh. Ảnh cũng đâu có chửi mắng gì đâu. Ảnh nói ảnh dậm chân cái ảnh kêu để nó đi. Tại vì ảnh chưa chịu ăn á. Thôi ảnh nói vậy là em sợ quá. Anh đừng nhắc lại em đang bị ám ảnh. Không trời, mình đang ám ảnh nó đừng có ấy. Đúng rồi. Sợ lắm cô bác của anh chị. Út Nhất ơi, gặp Út Nhất mặc cái quần mà cứ tối ngày mình lớn đó dưới cái đám cỏ này nè, cái đít quần nó bị dơ á. Thì tự nhiên em nhớ lại cái câu nè, làm muốn láng cái đít quần luôn mà không có dư. Ngày xưa ta đừng nói vậy đúng không? Em có nói y gan gì đó. Người ta nói mặn ghét mà đá quần tưa hết mà còn không có ăn. Cái là cầm chủ như mặn nó gần cái lết ba cái đất á. Cái nó cũng mau gắt quần mình. Đúng rồi, còn mặn lết hoài đó, ghét là quần nào mà còn. Đúng rồi, năm này sang năm kia hoài đó. Ngày Tết đồ anh có tặng đồ quần áo gì không? Tại mình năm nào cũng một mấy ông chủ nè. Hả? Đạo ngay cũng như mặn, kiểu như lỗ lả hoài đó cơ. Lỗ lả. Thấy mấy ổng mặn, khi lắm lúc cũng hết ham. Nhầm khi mấy ổng không còn áo mặc luôn. Đừng nói tới ai. Đã có khi mặn là cái cải nó ghẻ, cái chết bỏ hoài. Ông Nhất mặn nhanh ghê không? Bỏ ông chủ với lại bỏ anh kia luôn kìa. Nên Út Nhất mặn ai cũng thương á. Cách khỏi từ 2 mét không Nhất. Thương Út Nhất có cái là cái miệng thì nói nhưng mà cái tay vẫn mặn nha. Không có nhận lưng. Cái miệng thì nói chuyện khác nhưng cái tay làm cỏ đừng bao giờ chích vô cây cải nha. Vậy gì họ lỡ tay rồi đứt quả gì giấu. Coi dạ. Coi mặn trước vậy đó mà coi chỗ có sóc lên không á, hay lại là nhóm lên rồi bỏ nhóm lên bỏ đó. Lỡ có đứt cây cải thì giấu. Ông Nhất mặn rất là khéo. Cô bác của anh chị có để ý không? Những cái cây gom á, Ông Nhất gộn lại cỏ là để ở dưới này nha. Còn những cái cây khác là Ông Nhất để lại ở trên cái gốc cỏ lại cho mát. Đúng không? Bứng cái gốc lên thôi, còn bỏ cỏ lại nằm ở trên rơm đó luôn. Thì cái cây cỏ đó nó sẽ làm phân. Rồi để em nghe điện thoại cái. Lúc nãy á thì Bùi Hồ mới vừa nghe được một cái cuộc gọi khá là vui cô bác anh chị. Trong vài ngày tới đây á thì Bùi Hồ sẽ cùng với anh Một Đồng và Úc Đồng Tháp có mặt ở Thái Lan. Và chuyến công tác này thì khoảng hơn một tuần lễ Bùi Hồ mới quay trở lại Việt Nam. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ lại nhận được một tin cực vui. Đó là bé Tú, một cô gái mắc bệnh lạ ngay tại Cà Mau cùng mẹ của mình bán vé số mưu sinh đó, đã nhận được một số tiền cực lớn để hỗ trợ cho Tú, chị Dứa và anh Thích có một cái ngôi nhà. Và cái ngôi nhà này á, là một cái ngôi nhà Bùi Hồ dự tính là xây tường hơn 100 triệu đồng và mua đất các nhà cho gia đình của mẹ của bé luôn. Và tí xíu nữa đây thì sau đó thì Bùi Hồ sẽ vô để mà đặt cọc nè, để mà chuyển khoản mua đất. Và thời gian tới á, thì Bùi Hồ sẽ lưu trú tại Cà Mau để hỗ trợ cho gia đình của mẹ con bé Tú có một cái ngôi nhà mơ ước. Tại vì ngôi nhà trước đây á, hai mẹ con của bé Tú cùng bán với số mưu sinh á, sinh sống trong một cái khu nghĩa địa. Và đó là cái khu người ta cho ở tạm trong vòng 5 năm. Đến thời điểm này á, đã hơn 3 năm rồi. Nhưng mà ngôi nhà đối với gia đình của chị là một điều gì đó quá tầm tưởng tượng. Trước đây cũng có từng một ngôi nhà, nhưng mà chị Dứa đã bán cái ngôi nhà đó đi
để chạy chữa cho con của mình. Đến thời điểm bây giờ phải sống trong nghĩa địa. Nhận được tin hỗ trợ từ bạn Hằng ở Mỹ cùng tất cả các mạnh thường quân, thì thời gian tới sau khi đi Thái Lan về, Bùi Hồ sẽ tức tốc chạy xuống Cà Mau để lo việc phần đất, phần nhà, cũng như là tìm cái anh thợ xây cho gia đình của chị Dứa có một cái ngôi nhà. Và số tiền này thì Bùi Hồ sẽ giữ bí mật, đến khi hoàn thành cái ngôi nhà thì Bùi Hồ sẽ công bố lên để cho cô bác anh chị biết được luôn. Trong thời gian 2 tháng thôi thì một là ngôi nhà của Úc Nhất nè, hai là ngôi nhà của Tú, thì đây là một niềm rất là vui cho việc Bùi Hồ kết nối với lại quý mạnh thường quân để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Rất cảm ơn cô bác quý anh chị đã quan tâm đến sức khỏe của Bùi Hồ cũng như là các anh em. Vài ngày tới đây thì Bùi Hồ cũng sẽ cùng với gia đình sẽ có chuyến, thứ nhất là công tác ngay tại đất nước Thái Lan, một đất nước xứ sở chùa vàng, cùng với ba mẹ của mình để cho ba mẹ đi thư giãn nghỉ. Để ngày xưa, tại vì hồi đó giờ đa số là ba mẹ cũng nông dân thôi, chưa có đi nước ngoài, nên thành thử là sẽ cho ba mẹ đi cùng với Bùi Hồ cùng với các anh em luôn. Và ở đất nước Thái Lan á, thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ những cái câu chuyện về đất nước đầy rẫy sự tâm linh như thế này. Cô bác quý anh chị có thích review ở những cái ở Thái Lan về cái những cái vấn đề gì thì có thể để lại cho Bùi Hồ một bình luận. Và sau khi về á, thì Bùi Hồ sẽ hỗ trợ cho anh Cường đi bệnh viện, đưa Tú đi Cà Mau, cũng như là em Thành ở Thanh Bình ở cô bác quý anh chị, cũng công việc khá là nhiều. Rất mong cô bác quý anh chị hãy đăng ký, hãy cho Bùi Hồ một lượt thích, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh, để coi như là cho Bùi Hồ có một động lực để mà tìm đến những cái hoàn cảnh khó khăn tiếp theo, để mà kịp thời hỗ trợ. Hỗ trợ này chỉ là những cái duyên, phước đến đâu thì người đó sẽ hưởng. Và hôm nay nhận được tin mà cực vui luôn cô bác quý anh chị. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác quý anh chị ở clip sau. Sẽ hẹn lại gặp lại cô bác quý anh chị vào clip vào ngày mai, kỳ bí sông Hằng ở Ấn Độ và những chuyện tâm linh ở Thái Lan cùng những chuyện về anh Cường. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.